Ngày hôm nay một câu chuyện vô cùng bất ngờ, đó là Trinh Trinh hôm nay là đi đổ vớn nè để kiếm mớ cá gì cho mẹ chồng nấu ăn. Thấy trước mắt là kỹ thuật của Trinh Trinh nè, thấy cũng rất là chuyên nghiệp đó nha, là biết là đem lại đằng sau nè, lặn lại đằng trước nè. Bây giờ cái ông chèo xuồng này ổng bơi dở quá chừng luôn. Sau một hồi cái đầu là xà quằn ở dưới cái vớn, là cuối cùng là Trinh khờ cũng đã là đổ được rồi và đem cái số cá mà cái thành quả đem đi lên nè, được vài cọng bún súng, được cũng được vài con cá đó nha. Và câu chuyện này như thế nào thì Vinh mời cả nhà mình cùng bấm vào xem video ạ. Kiên đang chở Trinh trên một chiếc xuồng đi ra để đổ vớn nghe cả nhà. Thằng Trinh thì nó đang tới cái chỗ mở chi vớn rồi. Nhớ khi xưa anh chờ em trên chiếc xuồng xinh. Ủa đổ đầu nào về về Vinh? Ta nhớ đổ đầu đẳng lại mà. Thì phải mở dây mới đổ được. Phải mở dây mới đổ được. Mở là cục dưới thấp nghe, đừng mở buông đi. Không có, đổ luôn á. Mở ra luôn tại vừa kia có. Đổ vớn mở công dây tới kiếm cá ăn cho mẹ chồng. Kiếm cá cho mẹ chồng. Mở công dây tới chiều không? Không biết nữa. Trời ơi, được không trời? Cái này cũng như là mấy anh em đang tập cho Trinh, gọi là phải bỏ cái sức ra mới có được những cái món ăn này kia. Ồ, Trinh nó mở được sợi dây rồi. Ồ, Trinh mở được sợi dây rồi. Đúng rồi, lặn lại. Ôi, hay dữ trời. Có cá không Trinh? Con phải nắm đằng kia lại nghe. Rồi, dừng lại. Dừng lại, lấy đằng đầu kìa. Sao con nắm được không? Kiên luyện tập dở dớn như thế. Kiên ơi, tới trước kìa Kiên ơi. Không được rồi, bây giờ phải Thôi bây giờ con nắm cái đuôi con lằn lại đi. Anh chàng nó chơi ơi, đúng rồi đó. Nắm cái đuôi lằn lại. Anh quay mặt qua đây giùm tôi coi. Lằn lên nghe, đừng giục tay nha. Thấy cá không Trinh? Con biết làm không Trinh? Không được, cái đó là cái nó mở ra cái là chào qua đây liền. Lặn tới luôn, lặn lúc trong luôn. Lặn từ bên đây nè. Không, đúng rồi. Lặn lúc ở trong mới lặn ra ngoài. Đúng rồi đó. Cái đuôi cuộn lại chưa? Cái đuôi đã cuộn lại rồi, không sao hết. Cái đuôi cuộn lại rồi. Đó đây, chung cho anh em chuẩn bị nha. Dạ, thấy có cá chưa? Có cá không Trinh? Nắng hả? Đúng rồi, mình phải cố gắng mình mới có cá. Trời, nó biết cái đú luôn kìa. Hả? Cái này là gọi là cái gì? Cái vớn. Cái vớn. Còn cái vớn, còn cái này là gọi là cái đú. Đi ra đổ vớn Trinh. Thấy Trinh chuyên nghiệp lắm nghe, nhưng phải đơn giản đâu nghe. Trời, giờ này không biết có cua, có cá hay không ta. Rồi, có năm thằng nó về nó nào chưa? Có lấy con cá nào không trong đó không? Anh để cho phụ nữ người ta làm, anh ngồi đó được thầy trời. Nó làm biết được cái mình đang thiệt tình chứ. Nói chung là bạn Kiên chỉ không có nói tên. Không có nói tên. Anh chàng đẹp trai. Anh chàng đẹp trai. Đừng có nói Kiên. Nói chung là anh chàng đẹp trai chỉ mà cố định chiếc xuồng thôi, để gió một mình Trinh thì nó không dở được. Rồi, đang tập cho anh Trinh những cái thói quen gọi là tốt nè. Ủa bữa nay Trinh đi với một anh chàng nào đẹp trai với Trinh? Nó thấy cá. Ra lăng con ơi. Nó thấy có cá rồi đó. Đang nó thấy có trung, cá. Đang tập trung đó. Có không Trinh? Con gì vậy? Cá gì vậy? Con con kêu anh kia kìa, anh ơi tiếp em. Ủa ơi cũng nhiều nghe. Cá gì vậy Trinh? Trời ơi. Cá trắng là cá gì? Cá vịnh trắng. Rồi đúng rồi, con khui. Khui đó ra. Vịnh trắng là cá mè đó hả? Nói chung nó nạp trắng là cơ cá trắng. Con đúng rồi.
Mẹ thấy không, con rùa vàng hay nó vàng chứ, nó vàng. Có cá đen không? Nè khui ra nè. Chào, bữa nay chắc mẹ chồng mà được món ngon rồi nha. Ừ. Gì lấy nước đi rửa mặt luôn hả? Đừng có uống nha. Ờ, cái góc đó, ê cái góc đó hả, cầm máy quay là tuyệt vời luôn á Kiên ơi. Ủa quên anh chàng đẹp trai ơi. Ai nhiều không? Dạ dơ dơ lên coi thử coi trên. Ôi ơi nhiều lắm kìa. Ý có con cá gì bự cái vậy? Ôi có cá bự dữ hả? Coi lộc kiến. Phải không? Phải không ta? Lộc kiến. Cá đen. Cá đen. Phải không? Lộc kiến. Cá lộc kiến màu nó đen, nó đen là kêu cá đen. Ồ, ồ gì hả? Nè hình như còn nữa đó con. Rồi con buộc cái đó lại, rồi buộc lại cái cây. Rồi đặt lại luôn. Ờ, đặt lại luôn. Đặt lại mai giở tiếp. Ừ. Con biết cuộc này không? Biết không trời. Con cuộc đàng hoàng nha. Con cuộc đàng hoàng để ông cụ ra kiếm con á. Đi về chứ xong à. Con nhiều ốc quá vậy. Lần đó. Sau á con đừng bao giờ con kêu cái anh đó anh đi theo con chứ nha. Ê có ốc quắn kìa, ốc quắn nhiều dữ hả? Nè nè nè. Dưới sông mà quá trời. Ôi, ốc luôn nè. Ốc quắn này nhóc luôn nè. Nè ê, cái này ốc, này ốc gì? Sao? Lượng ốc luôn. Nè có con ốc này ốc bự luôn nè. Con này hả, ốc bu vàng. Bu không? Bu vàng hả? Đúng rồi, bu vàng. Đứt nhọn hả? Đúng rồi. Rồi xin nhờ anh đẹp trai chèo. Đúng rồi, ốc bu vàng. Ốc bu vàng nó có sọc gần. Móc cái nhớ vào. Cái thấy bự quá. Đúng rồi, ốc quắn đây nhóc luôn nè. Nè. Rồi. Nè, để đi bắt cho cả nhà mình coi con ốc quắn nè. Một kính chưa? Cuộc lại chưa? Rồi móc vào nha. Ốc quắn này cả nhà. Đó. Ốc quắn. Hay là ốc đắng. Ốc quắn. Vậy hả? Quắn mới được nè, nó quắn nè. Đó. Vậy mày coi kìa, hai đứa nó tình với nhau á kìa, quắn quắn hoài. Anh ơi. Biết bơi không anh? Sao anh bơi kỳ vậy? Ê, sao cho tao buộc ông bơi vô đó, sao tao buộc? Trời ơi. Chỉ cho tài xế nó lái cho ngay kìa Trinh. Nắm được không? Nắm được không? Rồi ok. Rồi ok, buộc vô, buộc vô. Kệ ô tính ra ông Kiên cũng bơi hay quá ta. Anh đẹp trai. À. Anh bơi hay chứ. Kệ có anh lái kìa, kệ anh lái kìa. Trời ơi, có anh lái kìa. Ôi ôi con lái kìa. Đó, anh lái nhiệt tình thấy ghê không? Lái chứ không lão chèo đò quá ha. Ơi. Căn bản gọi đời cái anh chàng đẹp trai. Tới luôn rồi đó. Tới luôn rồi, tới luôn rồi. Nó chuyển tông rồi. Tới luôn rồi. Thì sao ở trên còn không được không? Được không Trinh? Ok phải không? Quá hay luôn. Thôi bây giờ có cá rồi mình kiếm cái gì nấu canh đi. Bắn súng à? Bắn súng hả? Đâu dưới sông có bắn súng không? À, anh chàng đẹp trai có bắn súng thiệt kìa ông ơi. Anh chàng đẹp trai bao quay cái buổi là coi cọng dây cái cụ có chắc ăn không chàng trai. Rồi. Để coi cụ dây không? Để sáng cụ nó ra kiếm nó nghe. Cụ coi kỹ ăn cụ coi không? Đây lấy tàu cục đá làm bự bự. Cục lại, cục lại. Dưới sông mà có bắn súng nó chạy. Ai Trinh vui không Trinh? Bữa nay là con trải nghiệm với thiên nhiên rồi đó. Vui không? Trải nghiệm với mấy cái thiên kia. Ơi, cái kia nó bay quá. Sao vậy? Anh đẹp trai chèo đò chèo vào cho bé Trinh. Ủa, anh lái đưa Trinh đi đâu vậy? Ơi ơi, ơi Trinh nó đòi bẻ bung súng kìa. Không, hái bung súng, hái bung súng. Trời ơi, có cá mà không có bung súng nấu canh sao được không? Nó, trời ơi, cho tao bẻ bung súng về tao cho mẹ chồng này kia ăn coi. Mặt ngầu dữ trời, anh đẹp trai ơi, anh đẹp trai, bơi ngay ngay coi. Anh đã nói tiếng Anh rồi, anh nói chuyện cho mạnh dạn lên coi. Ừ. Lái cho ngay kìa, để Trinh nó bẻ. Hồi tao cho U61 lên kiếm mày quá. Ê, một bông, đó, Trinh bây giờ nó bẻ được một bông rồi kìa. Bứt cái thôi, đừng bứt cái lá. Ừ, okay. Đi đè lo cái lá lên đi, bà và chồng bà không biết ăn lá đâu nghe. Mạnh lên, ủa được con kia đó. Đó, nó không đủ mạnh, nó không đủ mạnh. Dùng hết lực đi. Kiên lái cho ngay, ở lộn anh đẹp trai, cái kéo cho ngay coi. Thằng Kiên nghĩ hả, nó lái. Mày có bằng lái chưa mày? Lái mấy bài chưa? Chú có gì hả?
cái vậy cái này bằng lái xuồng không ơi? Không phải, tại vì cái này nó cạn chứ không phải nó ấy, nên nó cộng nó vậy đó. Ừ. Ba cộng à? À nó ba cộng là nhiều lắm anh em, một hai người ăn là thừa sức á. À, sao bất rồi? Gửa người ta gửa. Trời ơi. Nhiều thì nghe cá trắng kìa. Trời ơi, đâu. Ồ, cá kìa. Có cá lóc không? Ê con có con cá lóc. Đừng có cạn từ đó con. Ai bẻ con muốn không? Có con cá lóc tẩn luôn. Cá lóc tẩn là cá gì? À, là nó nhỏ hơn con bự. Anh đẹp trai nó bơi xuống cái gì trời? Ờ, anh đẹp trai nó bơi xuống kiểu gì đâu á. À, gì đâu bẻ con muốn không? Ừ. Đẹp trai này bây giờ cũng mê mày. Nói chung là bây giờ là ướt quần rồi đó. Chưa lợi mà ướt quần rồi đó. Rồi buộc dây xuồng lại đi anh đẹp trai. Sao lấy bắt cá lên được? Bắt cá lên. Lấy cái bọc. Đây là. Xin nó dở cá vô rồi quý bà con. Đây là một cặp đôi mà phải nói chứ rất là đẹp đôi trên một cái xuồng. Phải nói là đẹp đôi nhất năm 2024 ha. À, mà tình chàng ý tào lao. Hôm nay là tiếp điệu về quê của chàng từ đi ra bắt cá. Mà về đây bắt cá đó. Thường ngày hả, ổng mặt đen không mà bữa nay đưa nàng về Vinh. Đưa nàng đi xuồng. Lần sau kêu nó bơi xuồng ông nội nó không dám bơi. Rồi sao rồi Vinh, bữa nay con thấy cảm giác như thế nào? Đi lên con. Đi lên con ngoại tử. Cảm giác như thế nào bữa nay đây. Được đi lấy cái xô kìa. Lấy cái xô đem cá lên. Cái xô kìa, cái xô tắt nước á. Cái gì? Tại có anh đẹp trai đi nè, đừng lo. Rồi, ok. À, ok. Kìa. Có cái bọc nè, có bọc nè kìa. Ê, anh đẹp trai. Ừ, nè, có bọc nè. Đây, đây. Trời ơi, đây nè, nè. Trời ơi, mướt mượt không? Trời ơi, trời ơi. Cái này thì cứ trách anh em thôi nha. Ê, nè, không có trách ai nha. Tự xử nha. Tự xử đó. Ừ, máy sao nóng quá ta. Ôi, nó đang bắt con cá lau kiến kìa. Ê. Đâu chợ quay hết thấy Trinh rồi chợ. Nhiều sẽ mua nhiều. Thấy con Trinh. Đó với con hả? Đủ nấu canh cho mẹ chồng không? Trời ơi. Bữa nay là Trinh là lần đầu tiên đi đổ vớn luôn đó. Trời ơi. Nè, sông nước hữu tình nè. Cuộc sống sông nước thì hữu tình mà lúc bình thì trôi sông. Ê, câu đó hay á, câu đó hay, câu hay. Ê, ơi. À, bây giờ Trinh đi lên, bung súng đâu? Đón chờ. Món nấu canh chua ra. Mang bung súng lên luôn nha. Rồi, bữa nay là Trinh là no rồi đó, mớ cá này là Trinh ăn đã rồi. Lên đi con ơi, cái cá mà nhỏ quá con thả về sông đi con. À, cái đó kho ngon á, kho ngon, ờ đó. Rồi đi lên con ơi. Chưa hết cá quá nhiều à. Quá trời nhiều rồi. Đi lên đây đi, anh đẹp trai rửa tay cha. Đẹp trai lên đi. Sao là đủ nồi canh không Trinh? Rồi đợt này về là mẹ chồng chắc thương con dâu lớn nhiều rồi nè. Mẹ chồng ăn cá trắng còn lợi ăn cá lau kiến. Ừ. Không chừng là đợt này về là mẹ chồng mua nguyên là một cái sợi dây chuyền vàng bự hơn là em dâu nha. À, chắc cái này chắc cái sợi dây chà bá luôn quá. Ừ, đúng rồi. Sợi dây chắc bằng bắt tay luôn á. Nè, cố gắng lên con. Nè, cố gắng lên. Con khòm xuống con đi con đừng có đứng. Khòm xuống con từ từ nha, con chợt á nha. Ừ. Khòm xuống. Có chừng lụm hột vàng á con. Rồi, thành công. Trời ơi, đâu lên đây phe cái thành quả bữa nay coi. Lên đây nè, lên đây. Lên, 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 lên. Không được thở. Chị hả, đang đợi cái thành quả của con nè. Nãy giờ đi nắng mệt hả? Nó mệt gì, nó đang có cái bịch đó là động lực của nó lắm rồi. Động lực nữa. Trời con ơi, nắng thì biết cực rồi đó, nhưng mà thôi gán đi lên đi. Đúng rồi.
Mình phải gì phải có đổ mồ hôi mới có đồ ăn chứ. Nằm nhà không kiếm đồ ăn đâu ra. Con thấy lại không? Nằm trong phòng đồ ăn đâu ra. Ai nói mà há miệng chờ sung là tàn hình nha. Ai nói Trinh không biết đâu. Làm quá trời ơi, để ra bởi là lên là Trinh nó đem cái thành quả lên nè. Có làm mới có ăn nè. Đúng rồi, không làm thì chứ có ăn. Kìa đây. Lên con. Lên. Trời ơi, đâu ngồi xuống rồi khoe thành quả coi. Để bịch xuống coi khoe coi có cái gì nè. Tao được 4 cộng buông súng. Ý, con cá kiến bự quá vậy. Ôi, cá lâu kiến bự vậy hả? Hai con cá lâu kiến hả? Một cái cá rô phi. À, hồi nãy như là có con cá lóc tửng đúng không? Cầm lên luôn đi con. Cá lóc tửng hả? Có cá lóc tửng đâu, con móc con cá lóc tửng rồi coi. Ôi, ôi. Đâu? Đâu, cá gì? Nè, cá lóc tửng 2 con rồi. À. Hai con cá lóc tửng luôn hả? Ờ, hai con cá lóc tửng đó là kho là một chảo rồi đó nghe. Cầm lên coi trời. Đâu cầm cá lóc tửng lên coi. Đâu cá lóc tửng mới lớn, nằng niều nghe không? Trời ơi. Ôi ôi kìa. Cái đó mà hai con là kho là một chảo rồi đó nghe. Lấy lòng mẹ chồng mà phải nằng niều mới được chứ. Dạ, ăn vô bông súng được phải không? Dạ. Rồi. Bông súng làm món gì? Nấu canh. Ủa nấu canh với hai con cá lóc tửng nữa hả? Rồi con cá lâu kiến đó mình làm cái gì? Hấp hả? Ủa, cá lâu kiến làm món hấp hay nhà. Món ruột của nó đó. Hấp hả? Ê, thường thường người ta nói luộc chứ không ai mà hấp. Đúng không? Lâu kiến một nồi luôn á. Con luộc xả hả? Trời, cái đó mà lôi cái chén muối ớt ra ngang rất là ngon nha. Rồi khoan, bây giờ chú hỏi con cái này trước khi chú ấy nè. Hồi bữa nay giống thôn nữ như trời. Người chèo đò đó, con có đãi chú đó ăn không? Dạ có. Con cảm ơn chú cái đây. Con cảm ơn chú. Chú chèo đò. Chú chèo đò. Ừ. Ca bản gọi đò cái coi. Hai. Đò ơi. Ai đưa đò. Để con đò buồn. Theo mình đến sông. Chẳng còn ai nhớ mong mời về. Trời ơi. Rồi thôi bây giờ nè, chảy cái miếng nào ra đi rồi bắt bán cá luôn đi con. Rồi bây giờ chối bán luôn đi. Bò cá mày để ăn. Ờ, cá ta để ăn mình kia sắp bán. Ta đem về đó cho mẹ chồng. Trời ơi. Cá ta đem về mẹ chồng. Rồi chào con nhã đi. Rồi tạm biệt nhã.